được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, New South Wales vẫn tiếp tục ghi nhận nhân số nhiễm bệnh ở mức cao, tức là 344 ca nhiễm cộng đồng mới. Thế nhưng, Thủ hiến Gladys Berejiklian ngày hôm nay đã bày tỏ sự tin tưởng là một vài giới hạn có thể sẽ được tháo gỡ vào ngày 28 tháng 8 sắp tới vì sự gia tăng nhân số chủng ngừa trong những ngày vừa qua. Trong khi Victoria thì mặc dù số ca nhiễm không gia tăng, tức là cũng chỉ có 20 ca giống ngày hôm qua, thế nhưng nhiều chuyên gia tin rằng chính quyền thủ hiến General Andrews có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài phong tỏa cho đến khi Victoria không còn ca nhiễm lây lan bên ngoài cộng đồng. Còn tại Queensland thì việc phong tỏa tại Cairns sẽ chấm dứt trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, tức là vào 4 giờ chiều ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay của Vietface TV, thứ tư, ngày 11 tháng 8 năm 2021. Tình hình đại dịch Covid-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua Tiểu bang New South Wales ngày hôm qua đã đạt kỷ lục mới về nhân số nhiễm bệnh là 356 ca nhiễm và 3 người tử vong. Đây là kỷ lục lớn nhất sau khi New South Wales đã có 319 ca nhiễm vào ngày thứ Bảy tuần trước. Trong khi đó, thì hôm nay, New South Wales cũng đã có một nhân số nhiễm bệnh tương đương, tức là 344 ca nhiễm cộng đồng và 2 người tử vong là một cụ ông 90 tuổi chưa chủng ngừa và một người đàn ông 30 tuổi, nâng tổng số tử vong vì COVID-19 tại New South Wales lên mức 91 người kể từ đầu mùa dịch đến nay. Trong số 344 ca nhiễm mới này, có nhiều ca dương tính mới đã được phát hiện tại khu vực trung tâm thành phố như là Bayside và Burwood. Ngoài ra, thì số ca nhiễm tại các vùng nông thôn cũng vẫn tiếp tục gia tăng, chẳng hạn như tại khu vực Hunter đã có thêm 14 ca nhiễm mới thị trấn Double gần biên giới với Victoria cũng đã có thêm hai ca nhiễm. Vì vậy mà thị trấn này đã bị phong tỏa kể từ 1 giờ trưa ngày hôm nay và thời gian phong tỏa cũng là một tuần lễ. Trong khi đó thì tại các vùng nông thôn Tamworth, Armidale và Byron Bay đều đã không có ca nhiễm mới ngày hôm qua. Riêng tại thành phố Cảng Newcastle thì đã có 3 ca nhiễm cộng đồng vào ngày hôm qua. Mặc dù vậy, Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng Chủng biến thể Delta có khả năng lây lan cực kỳ nhanh chóng và không giống với các loại virus nguyên thủy hay các chủng biến thể khác, bởi vậy, những biện pháp đã từng được áp dụng và thành công có thể không còn thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Bởi lý do ấy mà chính phủ New South Wales đã từ chối áp dụng những biện pháp cứng rắn như là thiết lập vành đai thép tương tự như tại Melbourne hồi năm ngoái. Điểm quan trọng mà chính phủ New South Wales nhấn mạnh không phải đặt thêm các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vì New South Wales hiện đang áp dụng rất nhiều biện pháp cứng rắn mà sự thành công hay thất bại tùy thuộc vào mức độ tuân thủ quy lệ phong tỏa của cư dân. Một thí dụ được đưa ra là lệnh bắt buộc cư dân phải ở nhà, nhưng nếu cư dân không ở nhà mà vẫn tiếp tục đi lại bên ngoài thì biện pháp chặt chẽ vẫn không thành công. Trong khi các biện pháp khác thì lại rất thành công, chẳng hạn như nhân số đi thử nghiệm trên mức 100.000 người mỗi ngày và nhân số chủng ngừa cũng đang gia tăng mà chính phủ liên đảng hy vọng là có thể đạt được 6 triệu liều vaccine vào cuối tháng 8 này. Hôm qua, trong cuộc họp báo, chính phủ New South Wales cũng đã xác nhận là hội đồng thành chính Canterbury Bankstown vẫn hãy còn là tâm dịch. Ngược lại, thì tình trạng lây lan dịch bệnh tại hội đồng hành chính Fairfield đã được cải thiện rõ rệt. Hiện nay, dịch bệnh có vẻ như đang di chuyển về vùng phía Tây và do đó Hội đồng Hành chính Penrith này đã được liệt kê vào danh sách 9 hội đồng hành chính bị phong tỏa kép. Vào thời điểm ngày hôm qua, tại New South Wales đang có 374 ca dương tính phải nằm bệnh viện. Trong số này có 62 người được chữa trị khẩn cấp tại ICU và 29 người đang sử dụng máy trợ thở. Chính phủ New South Wales nhấn mạnh sự quan trọng của việc chủ ngừa, vì trong số 62 bệnh nhân tại ICU thì có đến 57 người chưa được chủ ngừa, trong khi 5 người còn lại chỉ mới chủ ngừa có một liều mà thôi. Đại dịch COVID-19 tại New South Wales, khối lượng di chuyển của công chúng tại 9 vùng phong tỏa kép Chính phủ New South Wales hiện đang dựa vào dữ liệu của Google để đánh giá mức độ di chuyển của cư dân tại 9 vùng hành chính địa phương đang bị phong tỏa kép, bao gồm Parramatta, Fairfield, Liverpool, Canterbury, Bankstown, Cumberland, Georges River, Blacktown, Campbelltown và Penrith. Theo nguồn tin từ đài ABC Úc Châu và dựa vào khối lượng cư dân di chuyển mà Google đã đo lượng hàng ngày, thì hiện nay, hội đồng thành phố thành công nhất trong việc giảm hạ khối lượng cư dân di chuyển là Fairfield, trong khi đó, thì khối lượng di chuyển cao nhất là khu vực Penrith tại vùng miền Tây Sydney. Nhắc lại, Fairfield đã từng được coi là tâm điểm của dịch bệnh tại vùng Tây Nam Sydney, nhưng kỷ lục này hiện nay đã di rời về Hội đồng Hành chính Canterbury Bankstown. Đây cũng là nơi có khối lượng cư dân di chuyển trên đường vẫn hay còn cao. Thị trường thành phố Canterbury Bankstown, ông Kel Asphalt nói rằng, cư dân trong vùng đã có nhiều nỗ lực cải thiện, tuy nhiên ông vẫn than phiền là cư dân tại Canterbury Bankstown vẫn hãy còn bị chỉ trích nhiều trong khi đó, thì tại Fairfield, nghị viên gốc Việt bà Đài Lê cũng có những lời than phiền tương tự. Cả hai đều nói rằng cư dân tại vùng Tây Nam Sydney đã tỏ ra bất mãn với những lời chỉ trích này, đặc biệt là những chỉ trích từ các cơ quan truyền thông, vì trong khi tình trạng cũng không khác chi tại các vùng khác của khu vực Sydney mở rộng, nhưng cư dân tại những nơi ấy lại không bị chỉ trích. Tình hình đại dịch tại Victoria trong 24 giờ qua Tiểu bang Victoria đã có thêm 20 ca nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ qua, trong tổng số 41.571 người thử nghiệm và đây cũng là nhân số nhiễm bệnh trong một ngày mà Victoria đã công bố ngày hôm qua. Với 20 ca nhiễm mới hôm nay, có 14 ca nhiễm là đã xảy ra trong tình trạng cách ly và 6 ca là lây nhiễm bên ngoài cộng đồng. Kết quả mới nhất này có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chính phủ và tình trạng phong tỏa tại Melbourne có thể sẽ bị kéo dài sang tuần thứ nhì. Trong khi đó, thì hôm qua Victoria cũng đã có 20 ca nhiễm mới và trong số này chỉ có 5 ca nhiễm là đã được phát hiện trong thời gian cách ly. Điều này có nghĩa là 15 ca nhiễm đã xảy ra bên ngoài cộng đồng. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Martin Foley nói rằng hãy còn quá sớm để biết được tình trạng phong tỏa tại vùng mau bẩn mở rộng có thể được chấm dứt hay không. Tuy vậy, với số ca nhiễm mới của ngày hôm nay thì có lẽ tình trạng phong tỏa không thể chấm dứt vào ngày mai như dự định. Ổ dịch lớn nhất hiện nay tại Melbourne là trung tâm mua sắm Canola Springs Shopping Center. Cũng vì lý do này mà tất cả nhân viên làm việc tại trung tâm mua sắm này từ ngày thứ Hai, 2, 2 tháng 8 đến thứ 5, ngày 5 tháng 8 đều là những trường hợp tiếp xúc gần và do đó cần phải lập tức thử nghiệm và sống cách ly 14 ngày cho dù là kết quả thử nghiệm âm tính. Đại dịch COVID-19 tại New South Wales kiểm soát chặt vùng biên giới giữa Queensland và New South Wales. Vùng Đông Nam Queensland đã chấm dứt phong tỏa vào chủ nhật vừa qua, trong khi tại các vùng nông thôn phía bắc của tiểu bang New South Wales thì tình trạng phong tỏa đã được ban hành trong một tuần lễ. Bởi lý do ấy mà việc kiểm soát qua lại vùng biên giới giữa hai tiểu bang đã được cảnh sát Queensland kiểm soát chặt chẽ hơn, vì chính phủ Queensland lo ngại sự di chuyển của cư dân tại vùng biên giới có thể sẽ khiến virus Covid-19 lây lan từ New South Wales sang Queensland. Phó ủy viên cảnh sát ông Steve Gochuski đã cảnh báo và muốn nhìn thấy số lượng xe hơi đến từ vùng biên giới phía nam giảm hạ. Đồng thời, cảnh sát Queensland cũng hợp tác với Bộ Y tế Queensland nhằm đưa ra những điều kiện chặt chẽ để kiểm soát sự qua lại của cư dân vùng biên giới giữa hai tiểu bang. Cảnh sát Queensland đe dọa rằng với kỹ thuật mới hiện nay, các cảnh sát có thể dễ dàng phát hiện sự di chuyển của các chiếc xe được đăng bộ tại New South Wales. Từ trước đến nay, mỗi khi có dịch bệnh bùng phát tại New South Wales thì Queensland hoặc là đóng cửa biên giới hoặc là có những biện pháp hạn chế sự qua lại của cư dân tại vùng biên giới. Việc đóng cửa biên giới không những gây nhiều khó khăn cho cư dân vùng biên giới của New South Wales mà cũng sẽ gây khó khăn cho cư dân tại vùng biên giới Queensland, vì sự qua lại giữa khu vực biên giới là cần thiết cho các dịch vụ về giáo dục, y tế, công ăn việc làm và thương mại. Đây cũng là trường hợp như đã xảy ra tại vùng biên giới của New South Wales và Victoria giữa hai thành phố lần cận là Albury của New South Wales và Udonga của Victoria vì hai thành phố này chỉ cách nhau bởi một cây cầu nhỏ và một con sông mà thông thường sinh hoạt kinh tế đã tùy thuộc lẫn nhau. Tình hình đại dịch tại Queensland trong 24 tiếng đồng hồ qua Tiểu bang Queensland ngày hôm nay chỉ ghi nhận thêm 4 ca nhiễm cộng đồng mới trong tổng số 23.099 người thử nghiệm và rất may mắn khi mà tất cả các ca nhiễm mới này đều đang sống trong tình trạng cách ly vì có liên hệ đến ổ dịch tại trường trung học Inderopilly, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này lên mức 120 ca. Cùng với thông tin tích cực này, thủ hiến Anastasia Palaszczuk cũng đã loan báo chấm dứt phong tỏa tại Cairns sau khi không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào liên quan đến người tài xế taxi bị dương tính hồi tuần trước. Điều này có nghĩa là kể từ 4 giờ chiều ngày hôm nay, hàng trăm ngàn cư dân tại thành phố Cairns sẽ không còn cần đến bốn lý do khi ra khỏi nhà. Tuy vậy, cư dân tại Cairns sẽ còn bị nhiều hạn chế, bao gồm việc cưỡng bách mang khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà, cũng như số lượng khách hàng viếng thăm các doanh nghiệp cũng sẽ bị hạn chế. Những biện pháp thắt chặt kiểm soát này sẽ được thực hiện cho đến ngày 22 tháng 8. Thủ hiến Queensland cải chính về các cuộc thăm dò của cử tri theo tiết lộ của nhật báo The Australian, thì thủ hiến Queensland, bà Anastasia Palaszczuk đã sử dụng công quỹ để mở cuộc thăm dò thái độ của cử tri đối với những biện pháp mà chính phủ ban hành trong kế hoạch phòng chống đại dịch COVID-19. Sở dĩ tiết lộ này được coi là quan trọng vì thủ hiến Anastasia Palaszczuk luôn luôn xác quyết là bà đã hành động theo cố vấn của các chuyên gia y tế, đặc biệt là từ y sĩ trưởng Janet Young. Thật ra đây cũng không phải là tiết lộ mới mẻ gì, vì tại Melbourne, Thủ hiến General Andrews cũng đã sử dụng công quỹ để tham khảo ý kiến cử tri về các biện pháp mà chính phủ đã sử dụng để đối phó với đại dịch COVID-19. Cũng như Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk, Thủ hiến Victoria General Andrews cũng đã xác quyết là ông đã hành xử theo cố vấn của các chuyên gia y tế. Khi thông tin này được tiết lộ, thì lãnh tụ đối lập tại Victoria đã chỉ trích chính phủ lao động tại Victoria là tham nhũng, vì chính phủ Victoria cũng đã từ chối mở cuộc điều tra. Cũng tương tự tại Queensland, thủ hiến Anastasia đã cực lực cải chính nguồn tin đã được tiết lộ trên báo The Australian. Thông thường thì những cáo buộc này có thể được giải quyết một cách dễ dàng bởi một cuộc điều tra độc lập. Tuy vậy, chính phủ Victoria cũng như chính phủ Queensland đều xác quyết là họ không làm điều gì sai trái nên họ sẽ không ủng hộ một cuộc điều tra được tiến hành tiến độ chủng ngừa vaccine tại Nam úc trong thành phần chăm sóc người cao niên theo nguồn tin đài abc thì chỉ số chủng ngừa của tập thể nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão ở Nam úc hiện nay vẫn hãy còn ở mức rất thấp tức là chỉ ở mức gần 35% đã chủng ngừa hai lần trong khi nhân viên tại các trung tâm chăm sóc người khuyết tật lại còn được chủng ngừa ít hơn với chỉ khoảng 28% Nhắc lại là các thành phần viên chức này đã được coi là thành phần ưu tiên chủng ngừa 1A, tức là đã được chủng ngừa ngay từ khởi điểm vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Theo dữ liệu của Bộ Y tế thì chỉ có 53% viên chức chăm sóc sức khỏe người cao niên tại Nam Úc là đã chủng ngừa một liều, tương đương với 14.881 viên chức trong tập thể 28.234 người. Trong khi đó, thì chính phủ liên bang đã đặt ra thời hạn vào ngày 17 tháng 9 là thời gian sau cùng mà tất cả các viên chức trong ngành chăm sóc sức khỏe người cao niên phải được chủng ngừa ít nhất là một lần. Y sĩ trường Nam Úc giáo sư Nicholas Spurrier cũng nhìn nhận là chỉ số chủng ngừa của các viên chức tuyến đầu hiện ở mức thấp hơn là mức độ quy định. Cũng theo lời giáo sư Spurrier, thì chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện dễ dàng để các viên chức làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên được chủng ngừa. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.